Hello cả nhà, Tina Channel xin chào cả nhà. Hôm nay Tina chạy vòng vòng để Tina sẽ quay nhiều cảnh cho cả nhà mình xem là tiết rất là nhiều, xong bây giờ người ta ủi qua một bên nó rất là bự to lên cả nhà. My friends, hello. I'm taking a short video to show you it's a huge mongoose snow has been for a couple of days and now, you know, like all the truck push the snow on the side, see how big and how tall. Okay, my friend. Okay, I'm doing right now. Cả nhà ơi, đó, cả nhà thấy không? Đó, tiết trong mấy ngày vừa qua thì có một khúc video Tina có quay đó. Thì Tina có nói là tiết đó quá chừng luôn cả nhà thấy không? Đó, bên này nữa trời ơi, quá trời luôn. Khi mà tiết nhiều như vậy á, thì mấy chiếc xe đẩy tiết á, nó sẽ đến khi mà tiết ngừng rồi á, nó dẫn đến không, Tina nói lộn. Trong thời gian đang rơi nó cũng đến, nó đẩy để cho người vừa đi làm vừa đi công việc đi nha cả nhà, xe cộ chạy được yên ổn. Giống như đây là đường đó, có thể xe đi nè, đó Tina đang lái nè, xong thôi rồi nó sẽ đẩy từ từ ngày những ngày tiết rơi đó. Giống như đường thì rất sạch không, nó đẩy xong rồi nó gãy muối nha cả nhà, giống mấy chiếc xe mà thuộc về xe bự á, xe để cho nó cạo tiết rồi đó cả nhà. Đó thì đường thì rất là sạch nè, đó để cho mình đi sự an toàn của mình không có bị trơn trượt. Sao rồi còn nó đẩy vào một bên giống như vậy nè. Đó cả nhà thấy không? Trời ơi nó bự mà nó to như vậy. Khi mà cái này là phải đợi mưa cho thiệt là lớn xuống đặng mà mới tan ra được cái này. Mà có lúc á cả nhà biết không, khi mà nó tan ra đó thì nước nó sẽ tràn lan ra rồi nó sẽ ngập đi cũng nhiều lắm. Có nhiều vùng á, trời ơi nó ngập quá chừng luôn cả nhà ơi. Còn có nhiều vùng, có nhiều vùng thì được hơn là nó không có bị ngập. Rồi cả nhà thấy không, quá chừng luôn đó, giống như vậy nè, mà nó to mà nó bự giống vậy nữa đó, mé bên đó nữa, có nghĩa là nguyên một cái khu vực này là đều có bị hết nha cả nhà. Đó là bên này là một bệnh, trời ơi thấy ghê luôn đó, nó to mà nó bự giống như vậy đó cả nhà ơi, đó nó bự vậy đó. Đó qua bên này rồi, bây giờ Tina sẽ lái qua mé bên này nha cả nhà. Đó, đây là trong một cái shopping center đó, cho nên là Tina sẽ lái tới đây cho cả nhà xem nha. Quay một chút video để cho cả nhà mình xem cho vui. All my friends, I just take a short video where I live. This is Pennsylvania. Like my Philadelphia. You know, that's how much snow we got for a couple of days ago, and now they push over. You know, like big snow. Đó, cả nhà ơi thấy không, nó bự như vậy đó cả nhà. Đó trời, cả nhà thấy không, nó to dữ lắm. Đó, nè cả nhà thấy chưa, nó quá chừng luôn đó cả nhà ơi. Đó nó bự giống như vậy đó, thật là to luôn nha cả nhà, rất là bự luôn. Tina sẽ chạy vòng cho cả nhà xem mà, đó nó bự giống như vậy đó, quá chừng luôn. Nhà thấy vui không? Trắng tát giống như nước đá bà vậy đó, nhưng mà ăn vô là chắc đi nhà thương liền đó cả nhà. Đó, chứ không phải là ăn vô mà để hưởng thụ đâu nha. Bữa nào Tina sẽ làm điều Tina ăn thử không biết ta. Rồi quay phim cho cả nhà coi nha. Thôi nhưng mà nói thì nói đùa vậy thôi, chứ Tina phải gắng cố gắng giữ sức khỏe để luôn luôn quay phim cho cả nhà mình xem cùng vui với Tina ha. Lắm cả nhà ơi, rất là nhiều luôn. Đây là bên đường đi cả nhà, dốc luôn. Trời, cả nhà thấy không, nó bệnh đây luôn. Dốc luôn cả nhà ơi, quá chừng luôn. Buổi tối trong chỗ shopping center nha cả nhà, cho nên là mình đi mình phải rất cẩn thận, là tại vì chợ rồi cũng vẫn còn mở cửa, người ta cũng vẫn còn đi chợ.
đi không thấy đường đi luôn cả nhà ơi, không thấy đường quẹo vô quẹo ra luôn, là tại vì hả nó nhiều quá trời nó che hết rồi. Nào cục nấy nó bự ơi là bự luôn á, nó bự bằng mấy cái nhà nhỏ 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 ở Việt Nam mình đó nha, rất là bự luôn, trời ơi quá chừng luôn. Đẹp không? Quá chừng luôn á. Công nhận luôn á, nhiều ơi là nhiều luôn. Này quá chừng. Trời ơi, nhà xem kìa. Bự ghê không? Nhiều ghê không? To ơi là to luôn. Ôi cái này thấy ham quá cả nhà ơi, một bụng này nó bự quá trời bự luôn, Tina thấy Tina ham quá chừng luôn, trời ơi cái này, trời ơi cả nhà ơi quá trời bự luôn, cả nhà ơi to ơi là to luôn cả nhà ơi, bự chừng luôn. Wow cùi quá à, to quá chừng luôn hết cả nhà ha, nhiều ơi là nhiều nữa. Xem xong rồi thì nhà sẽ hết nha. Snow has fallen.
nguyên cái chỗ này sẽ thành đông đá hết luôn. Trời ơi, nhiều quá rồi. You know, the truck pushed on the side. So it's huge and huge and huge and huge. Okay, thank you so much for watching. I will see you next video. I love you all.